Naruto Shippuden, một nơi mà tất cả những người có đam mê trở thành ninja trên thế giới được phép tung hoành, họ được học những cái nhẫn thuật siêu mạnh và rất là đẹp mắt. Sẽ thế nào nếu ngày hôm nay mình trở thành một ninja sao chép, học được hết tất cả những nhẫn thuật trong Naruto? Chính xác là nó rồi đấy. Nhiệm vụ của mình trong vòng 100 ngày My Rap siêu khó tới đây, đó chính là tìm tòi những cái cuốn nhẫn thuật, học nó theo từng cấp độ khác nhau, từ dễ cho đến khó. Và cuối cùng thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái nhẫn thuật được cho là mạnh nhất trong Naruto để thống trị cả thế giới này. Liệu rằng mình có thể hoàn thành thử thách cực kỳ khó nhằn này hay không? Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Nhưng mà khoan, trước khi đến với nội dung chính, các bạn đừng quên rằng hãy bỏ ra 3 giây like, subscribe giúp mình với nha. Còn bây giờ thì let's go. Và ngày đầu tiên, mình đang có mặt trong thế giới của Naruto với nhiệm vụ trong chuyến đi sinh tồn lần này, đó chính là học tất cả những cái nhẫn thuật từ hệ lửa, hệ lôi, rồi phong, rồi thổ, rồi mộc các kiểu. Nhưng mà khi mà bước vào thế giới ở ngày đầu tiên, mình có cảm giác như là mình bước vào nhầm thế giới hay sao nhỉ? Tự nhiên là có cái con tàu ngoè gì đấy, nó hay ho này. Rồi ở đây lại có cái bánh gì nó kỳ lạ này. Ây da, có thể mình và tất cả các bạn ở đây cũng đang bị lừa, tưởng chừng rằng mình đang sinh tồn ở trong thế giới hải tặc. Nhưng mà không, chỉ cần chúng ta chạy nhanh lên một tí nữa thôi thì các bạn sẽ nhận ra đây đích thị là thế giới của ninja. Chưa, xịn đâu. Cái dáng chạy này còn lẫn vào đâu được cơ chứ. Chạy một mạch thì mình tiến đến cái con tàu màu vàng này. Hóa ra đây chính là cái con tàu ngầm của băng hải tặc Law. Trong này cũng có thằng cha Law đang đứng ở đây này. Nhưng mà thằng cha Law này thì không có thanh máu. Vậy chẳng phải đây không phải là một con boss ư? Ê, nhưng mà không đùa đâu. Bởi vì cái cây kiếm của nó và cũng như là những bước chân, nó bắt đầu phát ra những cái luồng ánh sáng kìa. Bị lừa đấy, coi chừng là bị lừa đấy các bạn. Tuy là nó không có thanh máu boss thôi, nhưng mà lại gần nó tí chắc bị ăn đập cho vỡ mồm. Mình có tham thính một tí xung quanh con tàu này thì mình không thấy bất kỳ một cái lỗ hổng nào để mà mình có thể đột nhập vào cả. Vậy nên là mình lại đi ra, rồi lại đi vô, quay lại khu đồng bằng và tìm một vài cái cây để mà lấy gỗ. Ở cái thế giới này thì như các bạn đã biết rồi đấy, xung quanh chỗ nào cũng là chấm đỏ. Vậy tức có nghĩa là gì? Tức có nghĩa là kẻ thù ở bất kỳ đâu xung quanh chúng ta. Thế nên là không thể nào mà mình cứ suốt ngày nhởn nhơ đi làm ba cái đồ linh ta linh tinh được, và cũng như là ung dung tự tại hái hoa bắt bướm được. Vậy nên là ngay ngày đầu tiên là mình đã phải làm ra một bộ công cụ rồi, làm lẹ càng tốt. Mặc dù là mình cũng muốn lắm ấy, nhưng mà mình cũng không thể nào chặt hết cả cái cây này được. Cái cây này xề xà quá, nhiều cành nhiều lá quá. Ok, giờ chuyển vào ván gỗ này, sau đó làm ngay một cái bàn chế tạo. Có bàn chế tạo rồi thì làm thêm một vài cái cây roi. Đúng lúc đấy thì ngay cạnh mình có cái thằng cha đầu bếp, nó cứ nghe thấy ghét thực sự luôn á đó. Nhưng mà bây giờ mình cũng chả biết được là nó có bao nhiêu máu và sức mạnh của nó thì ra làm sao. Vậy nên là mình cũng ngại đi cà khịa nó lắm các bạn ạ. Lỡ mày nó ngứa tay ngứa chân, nó đấm cho vỡ mồm thì ngất luôn. Đào xong chỉ tiêu đá thì mình quay lại cái chỗ bàn chế tạo, nhanh chóng thì cũng làm ra một cây rìu đá cũng như là một cây cúc đá luôn. Nhưng mà đúng lúc đấy thì cái thằng cha đầu bếp này nó vẫn cứ xung quanh cái tai của mình luôn mà, ghét thật sự ạ. Thế nên là mình đã lừa nó, cho nó xuống một cái hố và sau đó là mày nó đi, mày nó đi, hộ bố mày cái xem nào, đau hết cả đầu ngứa cả tai. Nhân tiện trời vẫn đang còn sáng thì mình tiếp tục quay trở lại cái con tàu của băng hải tặc Law. Và sau đó là tìm đường để mà chui vào. Quanh đi quẩn lại thì mình cũng không thể nào kiếm được cái cửa nào cả. Vậy nên là cửa nhanh nhất thì chắc là đào hố chui vào chứ còn gì nữa. Đường đi kiểu quần què vậy. Đúng là cái con tàu này thiết kế chán thật sự chứ. Rồi mở được một lối đi vào rồi. Nhưng mà ủa alo, sao nó bé tí vậy? Cái hành lang thì bé tí vậy. Lối đi này là lối đi lừa tình, lối đi bịp mình ấy các bạn. Ê, đúng là không có gì là dễ ăn mà. Mỡ đâu ấy mà vào mà hút. Sau một hồi loay hoay thì mình cũng đã đặt chân lên tàu được rồi. Bắt đầu là mình sẽ đi khám phá những cái căn phòng đầu tiên. Ê, trong này là mình kiếm được rất là nhiều sắt cũng như là cả ngọc lục bảo nữa này. Nhưng mà chỉ là mấy cái dương gỗ thôi, chứ còn mấy cái dương mà bạc với vàng với kim cương trở lên ấy thì mình sẽ cần phải có chìa khóa mới mở ra được. Dưới này lại có một căn phòng ngập đầy nước nữa chứ. À, kỳ lạ. Tiếp tục đi vào những căn phòng khác. Đây có vẻ như là phòng điều khiển đấy mà. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều đã bị ngập trong nước cả rồi. Và trong này mình cũng không thấy bất kỳ một cái dấu hiệu nào của một cái dương báu cả. Ui chàm ơi, còn thằng Law nó đang đứng trên này nó chờ mình sẵn luôn rồi này này. Thằng Law này thì chắc là cái hitbox của nó to hơn một block ấy. Thế nên là cho dù có thấy mình nó cũng không đi xuống để mà đánh mình được. Tuổi gì? Tụi con tôm, tụi con ngăn con luôn. Và cứ thế mình tìm đến từng phòng và lút hết tất cả những cái giường gỗ mà không bỏ sót bất kỳ một cái giường nào. À mà quên mất, cả mấy cái giường đây nữa này, lấy luôn. Mình cũng rất là thích băng hải tặc Law, nhưng mà chưa bao giờ khám phá được cái nội thất bên trong con tàu của họ nó như thế nào cả. Đây cũng là một cơ hội để mà mình có thể làm được cái điều ấy. Chả hiểu sao họ nuôi cả bò trong nhà, nuôi chi để rồi để mình thịt. Mấy cái giường gỗ đây kỳ cục nhờ, cho toàn ngọc lục bảo là như thế nào không nhỉ? Ngọc lục bảo mình cũng không có hay dùng cho lắm, chủ yếu là mình lấy vũ khí và sau đó là sức mạnh thì còn ok. Chứ còn ba này thôi vứt. Đi ra ngoài trời tối bố rồi nên là mình lại quay trở về con tàu và sau đó là đánh một giấc thật no say, đợi đến sáng mai tính tiếp. Và sang đến ngày thứ hai thì mình có tìm được một cái căn nhà thờ nhỏ. Căn nhà này hình như là căn nhà Gaban, căn nhà của mẹ nuôi Luffy thì phải, nhà của mấy bà sơn tặc ấy.
Cũng may là ngày thứ nhất mình có lụm được một vài trái táo nên là nó cũng cứu đói mình đủ dùng để mà mình tìm đến một cái ngôi làng đầu tiên. Ngôi làng này thì cũng không có to lắm đâu và họ cũng không có giàu lắm, nhưng mà được cái là tình cảm của họ, cái tình cảm nồng nàn của họ dành cho mình rất là đáng trân quý, khi mà họ đã bày sẵn những cái kiện rơm ra ngoài đường như thế này chỉ chờ mình đến mà lấy thôi. Và bây giờ sau khi mà lục túi đồ lại, mình mới để ý là mình có một cái điếu xì gà ở trong kho đồ, đeo một phát sau tự nhiên thấy mình đẹp trai hơn hẳn nhỉ. Có điều là thay vì hút xì gà bằng mồm thì mình hút xì gà bằng lỗ mũi các bạn, chuẩn không? Thôi bỏ qua bà nội đó. Cái điếu xì gà người ta to như cái ngón chân cái, ông bắt tôi nhét vào cái lỗ mũi để mà tôi hút thì tôi chịu. Bạn nào ở đây mà chưa đủ 18 tuổi là đừng có hút thuốc nha, như vậy là không có được đâu, nhìn ngầu ấy thôi, chứ các bạn mà hút càng sớm là ung thư càng sớm thôi. À đúng rồi, tiện thể ở đây mình có một vài phôi sắt thì mình sẽ làm ra cái kéo ấy ra này. Kéo để làm gì ư? Trước hết là mình sẽ thu thập một vài cái lá sồi, và sau đó là kiếm một vài con cừu để mà thu thập lung. Và sau khi mà lấy hết cái đống rơm của dân làng đã dành cho mình rồi ấy, bỗng dưng đâu ra có cái thằng đần nó cứ làm nhảm cái gì quanh tai của mình ấy. Ôi làng ơi, ở đây có thằng vừa xấu trai lại là còn vừa ăn trộm ở đây này, nó là còn bịa làng cho nó lúa nữa, làm gì có chuyện đó. Ăn trộm này mới người ta ăn trộm. À thế à, công nhận là thằng đần này nó mang tiếng là đần chứ nó cũng thông minh phết ấy nhỉ. Mày nói đúng sự thật rồi đấy, nhưng mà tao rất tiếc, những người mà biết rất nhiều sự thật họ sẽ nhận một cái kết vô cùng đáng lòng. Nói ít thôi. À, đấy, nó đần nó ngu đến mức mà dân làng khác cũng không cho nó vào nhà để mà trốn nữa cơ mà. Ban nãy là thằng dân làng nào hại nó ấy ta. À ra là cái thằng này, thằng cha thợ vẽ bản đồ đấy mà. Mày sống ở đời người ta phải lương thiện, không nên sống dơ sống hèn như vậy. May quá là xung quanh đây cũng có rất là nhiều cừu, vậy nên là mình không phải đi xa để mà có thể thu thập được len. Nhưng mà sao có hai con cừu vậy? Nhanh cừu, mọc lông nhanh lên để tao còn lượm nào. Trong lúc mà chờ mấy con cừu nó mọc lông lại thì mình có lượm được một vài cái món đồ của mấy anh hải quân làm rớt ở xung quanh đây luôn này. Một cái mũ hải quân, sao không có đồ ninja mà lại toàn đồ hải quân không thế này nhỉ? Chát, chờ mãi mà bọn cừu nó chưa có mọc lông lại, thế nên là mình bắt đầu đứng đây lấy bỏng ngô ra để mà xem kịch hay. Đó chính là Sugar King đang đi đánh nhau với rất là nhiều dân làng, cộng với đó là giết luôn cả Golem. Hay quá nhỉ. Đúng rồi, giết anh ơi, giết nó, giết nó để mà mình lấy sắt. thời tới cản không kịp mày. Chết, bây giờ thằng nào chết thì mình cũng có lợi hết á. Chết rồi này, hay thằng Iron Golem chết thì mình nhận được sắt. Còn thằng Sugar King chết thì mình nhận được vũ khí cũng như là bộ đồ của nó, ngon luôn. Ui giời ơi, thu thập đủ cái số lượng KPI về lông cừu thì mình quay trở lại cái ngôi làng, và sau đó là tìm một cái ngôi nhà nào đấy thật là kín đáo để làm gì. Đơn giản thôi, để chuyển mấy cái đống rơm này thành lúa mì và sau đó là thành bánh mì để mà ăn dần. Ui trời ơi, quá trời quá đất luôn, gần 2 stack bánh mì chứ ít đâu, thế này ăn đến sang năm mới hết. Bây giờ với cái số len này mình đang có thì mình sẽ cần phải nhuộm đen nó trước đó. Nhuộm đen xong rồi thì mình sẽ bắt đầu làm ra một cái lá cờ màu đen xì, và từ cái lá cờ này sau khi mà kết hợp với lại một cái lá nha, một cái lá sồi, thì chúng ta sẽ được một cái băng quấn đầu của Konoha. Mình thì rất là thích làng lá, mình có một tình yêu vô cùng mãnh liệt với làng lá. Nói thật chứ mình là cư dân của làng lá mà. Ông nội mình đặt cho mình cái tên là Minato, hay cái khác, mình chỉ là bố của Naruto và cũng như là ông nội của Boruto đấy các bạn. Các bạn không tin ư? Ok, để lát nữa mình phong ấn con cửu vĩ cho các bạn thấy. Từ ngày thứ 3 trở đi thì đang trong lúc cái ngôi làng này nó vẫn còn yên bình và chưa có bất kỳ một cái thế lực nào đến xâm chiếm và cũng như là quấy phá, thì mình có tận dụng cái khoảng thời gian này để làm ra một bộ quần áo ninja của làng Konoha. Đây chính là nó đây, mặc vào phát trông mình đẹp trai hơn hẳn, nhìn ra dáng Konoha hơn hẳn. Có điều là cái băng đeo trán của mình giờ nó đã bị che bởi cái mái tóc đẹp trai của mình rồi, chứ không các bạn sẽ thấy được một cái bộ mặt gọi là full toàn bộ ninja Konoha luôn. Mấy ngày này thì mình bận đi làm quần áo, thế nên là cũng không có thời gian đi khám phá những công trình xung quanh. Và sau khi mà có được quần áo và cũng như là một tí sự tự tin của ninja trong người rồi, mình bắt đầu tiến đến cái ngôi nhà của Gaban để mà xem thử. Thì trong này nó cháy gần hết rồi các bạn ơi, không hiểu kiểu gì luôn đấy ta, là như thế nào, thế lực nào đã vào đây và sau đó là quấy phá cái chỗ này đây vậy. Nhanh chóng thì mình cũng đi vào bên trong để xem là có gì hay ho không, và tận dụng lại tất cả những cái món đồ trong này và cũng như là dương báu trong này. Sơ sơ qua mình kiếm thêm được một vài phôi sắt này. Trong này cũng có rất là nhiều những cái dương bạc và cần chìa khóa để mà mở. Mấy cái thùng gỗ trong này thì trống trơn không à, không có cái gì cả. Ấy, nhưng mà lục đến cái thùng thứ mấy ấy thì mình kiếm được những cái tờ giấy trông rất là kỳ lạ. Nó ghi chữ A B C D F gì ấy. Và sau một hồi thu lượm thì đây, mình đã có kiếm được 5 cuốn. Nếu như mà xếp theo thứ tự ấy thì D sẽ là cuối cùng này, sau đó đến C, đến B, đến A rồi đến F. Và sau khi đọc qua một lượt thì hóa ra đây chính là tờ giấy để mà mình tăng cấp độ ninja của mình lên các bạn ơi. Ví dụ như danh D đầu tiên đây là danh Zenin này, thứ hai đến Chunin, đến Jonin, Jonin cao cấp hơn, và danh S chính là Kokage. Click chuột phải vào từng tờ giấy thì mình bắt đầu nâng cấp được cái lượng chakra của mình lên từng bước một, và tổng cả số lượng chakra hiện tại của mình đang có sau khi mà lên cấp Kokage là 515. Mình cũng không biết được rằng cái số lượng này nó có nhiều hay không,
bởi vì bây giờ mình chưa học được bất kỳ một cái món nhẫn thuật nào cả. Và thế từ đó trở đi, hành trình trở thành một ninja sao chép, học hết tất cả mọi loại nhẫn thuật trên đời này của 2K Gaming được bắt đầu. Và những cái nhẫn thuật đầu tiên mà mình tìm được trong mấy cái công trình đó chính là nhẫn thuật của hệ lửa, hay còn gọi là hỏa độn á. Ở đây như các bạn có thể thấy, cái Fire Type đây chính là tên chiêu thức, tên của nhẫn thuật. Tiếp theo đó chính là cấp độ sức mạnh tàn phá của nó. Ví dụ như cái này là rank D này, có vẻ như là cái rank cùi bắp nhất. Được cái là cái Great Fireball Jutsu này, nó thuộc rank C, có vẻ như là mạnh hơn một chút. Bây giờ thì mình sẽ triển khai từng nhẫn thuật một xem nó như thế nào. Đó, phun lửa. Ấy chết bà, sao tự nhiên có quả cầu lửa nó dội ngược lại mình nhé. Ảo thật đấy. Chiêu đầu tiên là bắn ra rất là nhiều những quả cầu lửa và bắn một phát không chết nổi một con đầu bếp luôn. Bảo sao nó xếp hạng ở rank C, rank D là phải. Ok, đến chiêu thứ hai xem nào. 1153. Ui rồi, bắn cầu lửa cũng khét cũng chết, nhưng mà vẫn không chết được một cái con này luôn các bạn ơi. Bảo sao nó yếu. Và đây, có vẻ như đây là chiêu mạnh nhất này. 11431, cầu lửa hỏa đốt. À, ra là mình hết mana các bạn. Cày thế chứ lại. Rồi nha, cái đảo bánh này, các ngươi chết với ta. Ui rồi, mẹ nó khét. Đúng là một chiêu rank C có khác. Rank C nó đã chửi như này rồi, không biết mấy rank khác. Rank A, rank S nó còn khủng khiếp như nào đây ta. Làm thêm quả nữa nào. Ui má nó phê. Đây cái thằng này nó lại đánh mình này đúng không? Mày định bắn tao? À mày đi. Cái này các bạn kết ấn phải nhanh nha. Và khi mà kết ấn ấy thì tay các bạn không được cầm bất kỳ một cái món đồ gì cả thì mới có thể kết ấn được. Và nếu như mà kết ấn không nhanh ấy thì các bạn sẽ phải kết ấn lại từ đầu á. Và những ngày tiếp theo mình tìm được rất là nhiều những nhẫn thuật của thủy độn. Phải gọi thủy độn là một trong những cái nhẫn thuật mà có nhiều chiêu thức nhất luôn á. Này, cả đống cuộn sách luôn. Trong khi mà gia tộc Uchiha chuyên về hỏa độn chỉ có 3 chiêu thức, nhưng mà ông Tobirama anti của Uchiha tạo ra cả đống chiêu thức của thủy độn như này, đúng mẹ khắc chế ác. Công nhận là anti Uchiha ác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào từng chiêu thức của thủy độn xem nó như thế nào nha. Đầu tiên là một chiêu thức rank A này, kết ấn sẽ là 2255. Không hiểu là cái chiêu này mình không đáp ứng đủ cái điều kiện gì mà mình không thực hiện được nữa. Vậy nên là mình sẽ bỏ qua và học đến chiêu thứ hai. Một chiêu rank D 226, rất là đơn giản thôi. Đơn giản chỉ là bắn nước vào người đối phương thôi, dễ đấy. Chiêu tiếp theo cũng là một chiêu rank D, Water Shuriken, hay phết nhở. 228. Water Shuriken. Bắn một cái kiểu shuriken nước bé tí luôn. Mẹ. Thế mà mất công kết ấn những 3 lần thì nó mới thành cơ. Đấy, nhưng mà đam cũng to ha. Bắn hai phát là đi rồi. Sao nhiều chiêu rank D thế nhở. Water Sandborn, hình như là cánh hoa hồng nước à. À, thì nó cũng là bắn nước giống cái kia cái gì đâu. Đây, Water World này, bức tường nước. Ủa mẹ kết ấn ác. 22752, mẹ kết khó ta. Đó, mẹ từ nước tạo thành ơi. Hay ho phết nhở, ô có thế thôi. Mẹ cái chiêu này mà cũng mẹ thuộc rank C ạ. Ê chà, chiêu tiếp theo đây cũng rank C này. Sui Junso Jutsu 2213. À, tạo thành một cây kiếm nước các bạn. Hay. À, ra vậy. Xem nào, cây kiếm nước này thì 5 sức tấn công và 0.9 tốc độ đánh. Đủ mà nó phê. Bà nội cha nó cái kiếm thế này cũng bày đặt. Một chiêu rank C. Ơi giời ơi, tàu lao có hai ơi. Nào, chiêu này đừng làm tao thất vọng nhá. Amehuribari. Xong nghe nó cứ vẫn kiểu phế phế kiểu gì nhỉ. Có thể là các bạn đang thắc mắc tại sao mình không đi đánh nhau bằng những cái nhẫn thuật này đúng không? Đơn giản thôi mẹ. Trong khi những cái đối thủ chúng ta có thể lao vào đập chúng ta túi bụi, mình thì phải mất thời gian kết ấn. Nhìn là biết ai thọt hơn rồi. Thế nên là mình chỉ test thôi chứ đánh nhau thì chưa. Tiếp theo, sau khi mà học xong cái đống này thì chúng ta sẽ chỉ còn 4 nhẫn thuật nữa là xong của thủy độn. Đù, một chiêu rank B này. Water Dragon Bullet, đạn rồng nước. Kết ấn cũng dễ nữa. 2232. Ui dòng nước, ôi gọi là dòng nước dữ như ta. Để bắn thử cái bà béo này xem nào. Mày bắn ghê, không biết là gây ra bao nhiêu đam thôi, chứ mẹ quả dòng nước này cũng hoành tráng phết đấy. Dòng nước xong rồi chúng ta sẽ đến một chiêu có tên là Sui Kodan Jutsu, một chiêu rank B mà chỉ có cần kết ấn 3 lần thôi á. Đù, cá mập nước các bạn ơi. U mẹ, chiêu này mình thấy còn mạnh hơn cả chiêu con rồng nước kia. Chiêu này nếu như mà chịu hồi ra cả một đàn cá mập thì hay nhở, chứ một con cá mập không thấy thấm. Đù, một chiêu rank D nhưng mà mình thấy cái sức sát thương và cũng như là cái hiệu ứng nó còn đẹp hơn nữa. Đấy, bắn kìa, cứ như là những cái năm đấm nước đấm thẳng vào mục tiêu ấy. Đù, à chị chết bà, lỡ gây sự nhầm với lại anh Hải Quân rồi. Anh em xin lỗi, mày đuổi theo tao, mày đuổi theo tao, cá mập nước đớp mày luôn láo. Đớp nó, cá mập nước đớp luôn. Trời, giờ mình cũng thành thạo khá là nhiều chiêu thức của thủy độ này đấy. Đừng đùa với ninja rùa. À quên, đừng đùa với ninja làng lá. Chiêu tiếp theo một chiêu rank S, Daikodan Jutsu 2257.
Một con cá mập nước siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Bà nội nó, mà kết ấn chiều này hơi cực luôn á. Đó, ui mẹ cá mập nước kìa. To mà bự vãi chửi. Đúng là chiều rank S có khác. Không biết sát thương gây ra bao nhiêu ta. Một hit đi luôn. Khiếp, đúng là chiều rank S có khác. Thử với bà này xem nào. Mày đánh cho ngơ luôn mà. Đánh cho không biết chuyện gì xảy ra luôn mà. Ui dồi, hai phát cá mập đớp là đi luôn kìa. Mẹ nó khỏe điên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có bộ 3 chiêu thức. Không cần phải dùng tay kết ấn, mà là dùng một cái món item kiểu như là công cụ hỗ trợ ấy, có tên là Blowing Tune. Cái này kiểu như là một cái sáo thổi nước hay gì á. Nè, thổi ra mấy cái bong bóng nước trông buồn cười vậy. Và chúng ta có thể đổi qua đổi lại bằng cách ấn nút R. Đấy, hay chưa. Ấy chết cha, mấy cái bóng nước này sau khi mà chạm vào người mình cũng bị gây sát thương ạ. Áo thật đấy. Và chúng ta vẫn cần phải đợi hồi chiêu của cái cây sáo nước này thì mới có thể dùng tiếp được chiêu nha. Ai à. Và sau khi mà đã học xong một lần mấy cái nhẫn thuật này rồi, mình sẽ vứt nó đi, không để trong ba lô nó chật lắm. Nếu như bạn nào mà hay quên mấy cái nhẫn thuật này thì các bạn có thể giữ lại để mà đọc cái kết ấn của nó. Mình thì cũng chỉ dùng đúng một lần rồi bỏ thôi, bởi vì mình sẽ sàng lọc những cái nhẫn thuật được cho là mạnh nhất và mình sẽ giữ lại, sau đó tạo ra combo của riêng mình. Bây giờ thì mình còn 5 cái nhẫn thuật cuối cùng của thủy độn, tất cả thì đều thuộc danh B và danh C. Xem nào, Mizuwa Red 2276. À dạ, bắn ra bong bóng nước ạ. Ủa, mấy cái chiêu của thủy độn này ngoài mấy cái quả bắn ra rồng, bắn ra cá mập là mình thấy ngầu ấy, chứ còn lại mình cứ thấy nó yếu đuối kiểu gì ấy. Hai đời đánh nhau thổi bong bóng bao giờ. Nhưng mà có vẻ cũng mạnh ha. Chúng ta sẽ cùng đến với Suidan Jutsu 2245. Đù, mẹ đạn nước à, đại bác nước à, bắn cái oạch phát kìa. Trời, nổ ác. Bây giờ thì mình cũng không sợ là phải kết nhầm ấn nữa rồi, bởi vì cho dù là có kết nhầm ấn thì mình cũng sẽ ra một cái kết quả khác. Hãy xem đây, Suika Jutsu. Kìa lộn. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua trường phái phong độ. Chiêu đầu tiên, một chiêu rất là nhẹ nhàng, rank D, Repulso 336. Đù, bắn ra đạn không khí các bạn ạ. Chiêu nhẹ nhàng thế nhở. Ba chiêu tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải có một công cụ bổ trợ, đó chính là một cái Iron Fan, hay còn gọi là quạt sắt ấy. Quạt sắt này thì đam nó cũng to, nhưng mà tốc độ tấn công thì hơi chậm. Thì đây là khi gấp lại nha. Và sau khi xòe ra thì nó bị giảm tốc độ tấn công, lại còn giảm cả tốc độ nữa. Ê, giảm hết thế này thì để xem nào. Đù, cầm trên tay kìa, giảm luôn cả tốc độ chạy của mình mà. Ý, chiêu đầu tiên của mình đó chính là chém ra những cái đường kiểu như là kiếm khí á. Này, chém vài phát cái yêu rồi. Chiêu thứ hai cũng tương tự như thế, nhưng mà sức sát thương nó lại to hơn nữa. Chém một phát là đi một con kiều luôn. Vẫn còn hai chiêu có thể sử dụng cái Aron Fan này nữa. Hai chiêu đều là rank B cả luôn. Đây, chiêu mạnh nhất của phong độn, tạo lốc xoáy này. Cái lốc xoáy này ảo nhờ, chém phát nó đi một đường luôn kìa. Khỏe. Đây cũng là cái chiêu mà mình thấy khá là thích luôn này. Nhưng mà phong độn chỉ có nhiêu đây thôi, chắc không chỉ có thế đâu nhỉ. Để mình thử lốc bà béo này xem có bay được lên trời không nè. Mày, chính cả mình cũng bị chịu tác dụng bởi cái lốc xoáy này cơ mà. Nó chỉ là bà béo. Chạy. Cất quạt đi để chạy các bạn. Đây rồi, chuỗi ngày khủng bố đây rồi. Mẹ, một chiêu cần kết 6 ấn một lúc. Chiêu rank S, Atsugai 332582. Ui mẹ, con số nó loằng ngoằng chưa kìa. 332582. Ui mẹ, lốc xoáy kìa. Mẹ, cái này nó còn ác hơn là cái chiêu lốc xoáy dùng Aron Fan ban nãy nữa. Khiếp đảm. Mẹ, quét một phát tất cả những cái cây cối xung quanh là chết hết luôn. Mỗi tội là kết ấn hơi cực thôi. Nào, mẹ, cái này mình dùng tầm 3 phát là mình cạn chắc ra luôn á. Khỏe điên. Ok, cái này mình sẽ liệt vào danh sách mình cần dùng. Nào, một chiêu Daito 3 sẽ như thế nào ta? 33464. Ok, 33155. Mẹ, một cái chiêu rank A trông khó học thế nhờ. Đù, mẹ, nó cứ như là cái gì ta? Shuriken à? Sharingan Shuriken à? Khiếp đảm ấy. Này, đó nó tạo ra một quả cầu phóng đến đằng trước, đam to kinh khủng luôn. Được, chiêu này ngon, cần dùng. Và đây, một chiêu rank B, không biết là có được ngầu như ban nãy không ta. Shinkuyoku 3315. À, bắn ra đạn khí, vứt. Chiêu top 3 này xem nào. Rank C rồi, không ăn thua. 3346. Ai á, ủa nó tạo ra cái đường gì ấy? Hình như là tạo ra những cái phi tiêu bằng khí thì phải. Đó, nó chém thẳng một đường đằng trước này và cắt hết tất cả những gì ở trước mặt. Đơn giản, chiêu này không dùng. Đây, Renkudan, mẹ nghe tên ngầu phết nhờ. 33276, khó kết đây.
đấy, chiêu này cũng dễ dùng này, cất vào đây luôn. Vậy là sau một hồi gọi là đi thu lượm những cái cuốn nhẫn thuật thì mình đã có thể dùng được 8 chiêu được mình coi là khá là dễ sử dụng và cũng như là mạnh trong tất cả những nhẫn thuật. Và tổng hợp lại tất cả những gì mình đã học được trong vòng 100 ngày trở thành một ninja sao chép thì đây chính là những cái nhẫn thuật mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Bộ ba của hỏa độn này là vừa dễ dùng, dễ sử dụng mà nó lại còn đẹp mà ngầu nữa chứ. Đó, chiêu đầu tiên thật là dễ dùng cực kỳ luôn rồi này. Chiêu thứ hai hỏa cầu cũng cực kỳ dễ dùng luôn. Và chiêu cuối cùng đây, đó, cũng dễ dùng luôn. Nếu như mà được đầu thai vào trong thế giới Naruto thì chắc chắn mình sẽ muốn trở thành một thành viên của gia tộc Uchiha. Mặc dù là sau này sẽ bị đồ sát ấy, nhưng mà mình vẫn cam lòng bởi vì cái hỏa độn nó ngầu quá. Tiếp theo thủy độn thì mình lọc ra được 2 chiêu. À đâu, 1 chiêu thôi chứ. Nhưng mà chiêu này công nhận ngầu vãi cả đạn. Bà nào bình tĩnh nào, bà thích cái gì? Bà thích ăn hỏa cầu đúng không? Mày, bắn tới nơi luôn mà. Sau khi mà bắn lửa vào xong thì tiếp tục là mình bắn nước. Ui rồi, bắn phát mà mình lùi lại đằng sau luôn mà. Tiếp. Đây, và chiêu mạnh nhất của phong độ này mình cũng không thể nào bỏ qua được. Có điều là kết ấn nó hơi mệt tí thôi. Đó, mẹ lốc xoáy kìa. Khét, càn quét hết tất cả những gì xung quanh luôn mà.